Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Bi. Thì mấy bạn cũng biết rồi đó, cái video hồi lần trước á, mình cho nhát ma thằng Ken á, đến nỗi mà nó xỉu luôn á. Mình vừa cõng nó ra tới thang máy thôi là nó tỉnh dậy mấy bạn. Xong cái nó vô nó ngủ, xong rồi cái đêm đó nó bị sốt luôn mấy bạn. Nó bị sốt 2 ngày nay luôn rồi là bọn mình không có ra video. Và từ hôm đó là nó không có nói chuyện với mình nữa, nó giỏi mình thiệt luôn rồi đó. Nên hôm nay mình sẽ mua những cái món đồ mà nó thích. Thích nhất là món thịt quay nè, rồi sầu riêng nè, nhãn nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ ở ngoài trời á, hồi sáng tới giờ đang mưa á, nên là bây giờ mới tạnh mưa thôi. Chắc là những cái cô chú mà bán trái cây ở ngoài đường đẩy xe chắc là giờ này chắc không ai còn bán nữa, chỉ có bán vịt thôi. Nên là bây giờ mình sẽ đi mua món vịt quay về để mà mình chuộc lỗi với nó nha, để cho nó đừng có giận mình nữa. Bữa giờ nó giận mình, nó không thèm nói chuyện với mình, nó không chịu làm video với mình luôn. Thôi bây giờ mình đi mua đây. Và thằng xong nó ngoài trời. Ê, cái thằng này nó làm em tôi mà nó thật khó hiểu luôn. Mày mở ra cho tao đi coi, thằng khùng này. Mẹ. Hả? Đi cái gì vậy? Đi. Đi đâu? Đi như vậy. Được okay. Ăn vịt rồi. Trời ơi, tao mua vịt cho tiếc, phải mua cho mày, cho mày mừng dữ vậy. Ăn ké. Ăn ké mà vui vậy luôn hả? Rồi, thôi đi thôi. Thay mình đi, mày ơi. Đi bơi thôi nào mọi người ơi. Hai bữa mấy bạn tụi mình đi thu âm về xong á, chạy về xong có bắt đầu bị ướt mưa, xong rồi á chết máy, xe chết máy, tôi mất dắt bộ gần cả 3 cây số, nên là hôm nay mình quyết định mình không đi xe máy, mình sợ chết máy, mình đi bộ. Ven biển luôn nè. Có sóng luôn. Thôi mình đi thôi, mau mau lên đi giống hơi người ta. Dẹp. Đi, cách đâu. Nước ngập tới đầu gối mình luôn rồi này. Bây giờ mình sẽ không cần đi Vũng Tàu nữa mà lại có biển ngay Sài Gòn luôn rồi nha các bạn. Cần câu đi mình bắt cá. Anh ơi. Nhìn nè. Chứ biển ngay đó. Đi công không? Ông chú đó nhìn giống như chị hai hôm bữa luôn á. Dắt máy y ghê như mình hồi bữa luôn. Chúc mấy chú dắt máy vui vẻ. Đi đâu mình làm cái. Một khi mà chị tôi mà đi mua đồ, không mua đồ thì thôi, mà đi mua đồ rồi là như vậy nè bà con cô bác. Đi nè thằng khùng, mày thấy cái gì hoài vậy? Đi mang lên đi, còn lại mua thêm một cây coca nữa rồi. Trời ơi, ơi. Ôi, nước kìa. Ôi, cạn không nội, tôi cạn. Trời đất ơi, ướt quần rồi nè. Hay quá, rồi mình đi về xong là nước nó cũng rút được một chút xíu rồi mấy bạn. Hai kêu chị mua nhiều chi, tướng có chút xíu mà cầm hai cái bọc đồ kìa. Xuống đi dịch sim, một con dịch sim đen hùi lùi mang hai bọc đồ. Ê cảnh á, ở đây tao bỏ không đi. Đây nè, trên cái nước kìa, chút xíu mình phải xuống nè. Dán miếng giảm sốt luôn. Ăn vịt không bạn ơi? Liếc kìa, hết hồn. Con vịt siêu to khổng lồ. Con vịt bự lắm luôn. Nặng 4-3 kg luôn. Vịt này hả là vịt không phải vịt nước bình thường đâu. Vịt này là vịt nướng nắc lá mặt đó. Vậy? Vịt gì mà nướng nắc? Nắc gì đâu đây? Nướng lá mặt đó. Thơm lắm á, nướng nắc lá mặt này là của người miền Bắc nướng ngon á. Người miền Bắc vô Sài Gòn nướng á. Người bắt phải bắt xe máy bay bật ôi lâu. Người miền Bắc ở ngoài Bắc bắt máy bay vô chúng ta chừng nào chị nói xong mà nướng vịt nướng. Trời ơi tôi buồn ngủ quá. Nướng lá bắt mặt á, người miền Bắc người ta nướng ngon lắm luôn. Giờ tôi soạn cho nè, ăn không ăn thì ăn, không ăn thì không ăn. Ấy ấy vô nguyên một con vịt ấy 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 vô. Ôi giời hơi bị ngon luôn.
rửa tay để mà còn xé vịt ăn. Vịt ngon như thế này mà mình dùng tay mình dùng đũa dùng muỗng thì nó không có ngon. Là mình có bao tay nhưng mà mình không thích lấy bao tay, thì lấy bao tay nó rất là cộm tay nên là không thích đeo bao tay, rồi thích lấy hình tay. Thôi giờ bây giờ mình sẽ chuẩn bị dọn ra thôi. Đi rồi rồi bị bóc. Anh có thể dọn cái này đi ra chỗ khác ngồi được không? Nhưng mà tao thích chỗ em đang nằm ngủ. Dọn ra chỗ có ăn không? Không. Không ăn thôi. Nhiều mùi dịch đó trời. Tay mình đã ra rửa sạch hết rồi nha mấy bạn. Nếu mà lấy vào tay thì nó rất là cộm nên là bây giờ mình sẽ trời ơi anh đi nói nhiều quá à. Ta nó chu cha rồi nó sướng. Ôi trời ơi dân trời ơi đi ra chỗ khác anh coi không thích tắm đi. Thiếu gì cho anh thôi luôn anh. À, ngồi đây nha. Trời ơi, cho em cắn cái được không ai? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Oh man. Trời ơi. Rồi bắt miếng da. Trời em nói. Không có miếng ngon nữa. Này mà không ăn uổng á. Uổng kinh khủng luôn á. Nhìn ngon quá đi. Wow. Cái này không? Hả? Trời chơi cho cái chân trời. Chiếu ăn đi nha. Ok. Chu chào nó ngon. Nhiều quá. Bỏ cái điện thoại mày ra. Chu chào nó sướng. Ôi. Nó sướng. Test thử một miếng dưa leo thử coi. Men. Phê không? Mời mọi người ăn cùng bọn mình nha. Ủa là không có mình à. Mời mọi người ăn với mình nha. Ăn mặn dữ vậy. Này thôi. Nhìn gì. Ăn thì xuống đây ăn. Đang trời. Cái mặt chảy nước dãi này sao. Trời ơi. Nó sướng con người giờ. Nó sướng. Sao mà nó sướng như vậy nè chị. Thôi, nó tê. Thơm không sùng? Thơm. Má ơi, cái nước sốt nó chua ha. Ôi, nó sướng. Trời ơi, nó sướng. Phê lòi vãi chưởng. Nó thơm. Liếc à. Hết con người em đó. Ăn mà nó thấm từng miếng thịt, từng cọng lông luôn á. Công nhận, phê thiệt. Nóng hỏi luôn. Sao? Cắn vô cảm giác sao? Quá đã xù ơi. Tê không? Tê không? Tê hết người luôn á. Ôi má ơi. Chị làm em chảy nước dãi luôn á. Không biết gì tiếng có chảy nước dãi không ha. Ôi nó thơm á. Nó thơm kinh điển luôn. Quá được rồi. Rồi chấm xà lách. Đâu quá. Ôi. Rồi, cà chua. Ôi. Ngon tuyệt vời, ăn mặt trời đúng á. Cứ thôi ăn chúng mình đi. Nói chung chút đi nè. Ngon lắm. Coi, nghiện mà còn ngại đồ. Ăn không có lợi cho tử đâu. Không nhịn. Ngon lắm luôn á, thơm lắm luôn á. Ăn thì xuống ăn mẹ đi cho rồi. Nghiện mà ngãi hoài. Mệt mỏi ghê. Giận là có hại cơ thử á. Trời. Hỏng một đống nước miếng luôn ba. Trời ơi. Mình chỉ ăn mẹ mắc hẹm ha. Nuốt nước miếng à. Trời ơi hai ơi. Uống coca mới ngon. Ôi ơi. Ngon quá không thể nào cũng được luôn á. Mình uống nước mình ngừng chỉ có mấy giây thôi mình lại thèm nữa rồi. Rồi luôn á. Cái mặt này muốn ăn rồi. Ăn đây. Sao xáo hoài. Ăn chúng mặt đi nè. Xé từng miếng đi. Không ăn thì xuống ăn. Càng thương không mặc xé cho.
Hết chịu nổi rồi, hết chịu nổi rồi. Thầy ngồi đàng hoàng thì mới cho. Hôm nay nghỉ còn ngại nữa. Trời ơi, gung luôn á. Thôi mình ngồi kế nó, mình đi ăn dùm đen. Mình ngồi kế cái ghế massage. Sao Ôi, phê rồi. Trời, má ơi, cuối cùng con cũng được ăn rồi. Con dùng hết can đảm rồi, con xuống con ăn được rồi. Không ngon nữa chăng? Không ngon nữa chăng? Hai chị được ăn cái em quay em đói bụng quá à. Không giận nữa nhá. Không giận. Đi lên liền, trả cái tôi đưa ra. Giận không? Không giận không? Còn giận đúng không? Đi cho chỗ khác. Không giận thì mới được ăn, còn nếu mà còn giận thì không được ăn. Đừng có miếng rồi. Tại. Còn giận không? Không, không giận thôi. Đồ ăn có thể làm quà giải. Đúng vậy. Cũng cỡ 400 mấy á. Em lấy tiền đâu ra anh mua à? Tiền cho má lương mày á. Đồ, em mới biết luôn. Nói cho nghe nè, là hồi nãy tao tính đi mua dịch, lại tiền tao có 50 à. Không đủ. Tao mới vô cái ba lô của mày, tao lấy thêm 500 ngàn á. Xong cái tao bỏ 50 tao lại, tao lấy 500 ngàn đi mua dịch. À đù. Nhưng mà tao mua, nhưng mà hồi nãy tao mua, tao mua nhiêu đây 400 mấy, tao chừa lại cho mười mấy ngàn lẻ á. Dần chơi là đây đó hả? Tao còn mới có 500 ngàn à. Biết rồi đi cho tiêu hết cho rồi nữa. Nè, có nghĩa là Bi mua nhưng mà lỡ còn 50 Bi có muốn đâu. Thì nãy giờ ăn rồi, giờ ai mua cũng vậy. Mà nãy giờ ăn hết rồi, nãy giờ em ăn nhiều cũng luôn á. Hồi nãy giờ em ăn hết nửa con vịt luôn xuồng nhờ. Ăn hơn nữa con vịt luôn á. Ăn đùi, ăn cánh đồ quá trời quá đất, xong cái chừa bộ xương lại cho xù luôn. Bị lấy tiền mua dịch mà còn bị chọc hèm nái nữa. Cay vãi liền. Ăn đi. Bạn Tịnh ơi, nói gì con dịch cũng xong rồi. Bạn la lối sùm hỏi sao con dịch nó có chở nguyên không. Tiền đâu giờ đây bài đi mất, có còn nữa đâu. Xin hãy ăn đi, đừng đánh ra tội lắm bạn ơi. Hãy lại ngồi ăn cùng nhau mà cùng ăn uống. Cớ sao bạn buồn khiến mình cũng phải buồn theo. Ghê. Đau. Mày biết đau à? Tình anh em có chắc bệnh lâu. Mình ăn dịch đi rồi cùng nhau ngồi nói chuyện tâm sự. Mình quen. Ăn đôi đỡ hơn hết rồi. Giờ con dịch nó cũng không có còn nguyên, cũng không có đi đổi cái ông bán dịch được. Trả lại đi. Mày ngon mày khùng mày. Ăn cái con vịt mấy bố bây giờ kêu trả. Ôi trời chết chết á. Bạn bê không bê chỉ cho ăn rồi thôi đi ngủ đây. Ngay nữa. Ai lớp chưa? Quên quê đó. Bạn kem gặp trai quá trời. Bạn này nói muốn nó không? Thấy không? Ha ha ha.
ăn rau rồi mình đi ngủ thôi. Bạn kia ăn xong dẹp dần bay luôn đi. Chào mọi người đi chứ. Ăn xong dẹp nha.